Con này Odo 28.000 cây. 28.000. Xe cuối 2018. Biển số 61 Bình Dương. Số Thủ Dầu Một Bình Dương. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại cập nhật những cái con xe mô tô mới về cho các bạn ha. Thì hôm nay về được 5 con. Về được 5 con. Ninja 650. À, cũng lâu lắm rồi cái hàng này mới về này. Đấy, với lại Benelli 150, rồi Husky R15 V3 CVR. Đấy. Hôm nay là về được 5 mẫu. Về được 5 em. Đó, trước mặt của anh chị và các bạn là một con Ninja 650 nha các bạn. Cái xe này thì đăng ký cuối năm 2017, đầu 2018. Khóa kính đầy đủ, đi được 8.000 cây. Còn bô zin đầy đủ nhé, bô độ rồi bô zin đầy đủ hết. Nó biển số thành phố Cần Thơ nên mình sang tên về đâu cũng 1% thuế trước bạ này. Đồng hồ đây 8.000, xe mới về ngày hôm nay. 8.000 nha các bạn, 8.689. Đó là BKL đây, mô tô BKL đây. Phân khối lớn. Anh chị các bạn nhìn đây, con này đang đi với cái bộ tem trùm. Nó là màu xanh. Màu xanh. Dán tem chùm. Anh em nào không thích thì đây bao lồi. Riêng xe là bao đâm đụng cá nhá. Này lên chống đổ này. Cái này nó lên đồ chơi thì cũng không có nhiều, nên có mỗi chống đổ với cây bô thôi. Mỗi cây bô thôi. Chống đổ với cây bô. Đây, bô đây. Cái bô SC. Thực ra đứng phía sau là chưa nẹt bô. Nó có một phần nữa các bạn là đã muốn tiêu rồi. Nếu mà thật sự mà nẹt chắc đứng đây là chết luôn á, như tra tấn á. Đó. Đấy, thì con này là nãy anh nói đời cuối năm 2017. Đăng ký nhớ không nhầm nó là tháng 11 năm 2017 này. Tháng 11 2017. Đó các bạn nhìn đi. Xe này chưa rửa nha các bạn. Rửa thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa này, còn bụi nữa. Xe mới về. Mới về. Kèo với cái dính vẫn còn này, chưa có lầu. Kèo. Đó, quay phải chi tiết này cho anh em xem, không hề trời, không hề có một cái vết gì luôn. Cũng đi rất là ít, xe 2017, tính 2017. Bây giờ là 3 năm mà đi 8.000 cây. Đấy, anh quay mấy phần đĩa này cho anh em nó dễ xem về cái công tơ mét nó dễ hơn, đó, áng chừng được dễ hơn. Đấy. Đó, vỏ lốp là ok hết. Này, thì ở đi gần như là mình trà này không có một cái dấu hàng, khi mà đi nhiều cái chọn này nó sẽ mòn này các bạn. Đó, rất là đẹp. Lốp máy, lốp đồ, máy sang chưng nó này các bạn nhìn đi. Chưa rửa nhưng mà các bạn nhìn đi, nó vẫn nhìn bóng lướng kìa. Đó, khi mà đi nhiều nó sẽ bị cháy mà không có. Đấy, cũng là cái giá nó cũng rất là hợp lý luôn. Giá bao nhiêu anh? Giá là 153 triệu. 153 triệu. Ninja 650. Ninja 650. Nó bằng giá của một con Ninja 400 chưa đăng ký. Ninja 400 bây giờ là nó cũng từ 150 cho đến 159 tùy phiên bản rồi. Đấy. Thì tính ra thì mình mua một con Ninja 400 mới thì mình mua con này nó sẽ rất là hợp lý, đúng không? Dạ. Đó, đời cao đi ít. 650 này nó trang bị đĩa đôi đằng trước cũng rất là hay. Đôi này, đây cặp đĩa đôi. Trong khi đó là Ninja 400 chẳng hạn thì nó chỉ có đi một đĩa trước thôi. Đi đĩa đôi. Dòng phân khối lớn mà nó đi đĩa đôi thì nó lực hơn. Mấy con 3-400 kia thì nó đi có một đĩa. Mà giá thì nó cũng rất là dễ thương. Rẻ. 150.
Giá nó bằng một con CBR 250 mới chưa đăng ký, hoặc là bằng một con Ninja 400 mới chưa đăng ký. Đó. Hợp lý. Nếu mà 150 này trả góp là hỗ trợ được 50 triệu rồi, còn là trả 100 nữa. Còn trả 100. Đó, còn trả 100. Đấy. Cái biển số Cần Thơ nữa, nên là nếu mà mình đăng ký toàn quốc nó cũng hết có 1% thuế trước bạ. Có 1% thuế trước bạ thôi các bạn. Đó là thành phố Cần Thơ, nên sang tên về đâu cũng 1% thuế sang thôi. Sang về thành phố Sài Gòn cũng thế thôi. Đó. Thôi, con con thứ hai mới về là Bentley này. Bentley rất là đẹp luôn. Đi có 5.000 cây à? 5.000 á? 5.000. Biển 92 Quảng Nam. Giá là 27.900. Màu đen đẹp. Rất mượt. Máy móc sạch sẽ, đi 5.000 cây. 27.900 anh. 27.900. Con này dòng này có hỗ trợ trả góp anh. Với cái dòng mà vẫn góp được, có gì anh em thì cứ alo. Ok, dòng này vẫn góp được nhé. Có quyết định các bạn mua thì mình cái khoản phí giao tên nữa, rồi xong thì chia ra 30%. Nó tùy từng vùng sang tên cái giá khác nhau. Rồi. Tại vì khi mà mình mua trả góp đó, là bắt buộc là bên cửa hàng sẽ giao tên cả Việt biển số cho mình. Và cái phần chi phí đó mình phải cộng thêm, tại vì giá xe mô tô là mình đã bao rút hồ sơ rồi, còn nhập thì tính riêng từng vùng miền. Ngoài ra thì còn rất nhiều xe nữa, nó rất nhiều dòng. Hôm nay về thì mới mới về cho mọi người xem thôi. Em Hockey cũng mới về luôn này. Hockey 125 màu trắng này, rất là đẹp luôn. Biển 60 Đồng Nai. Hiện tại Hockey mình có mấy chiếc mà đúng anh, mình có màu đen nữa mà. Có màu đen. Nếu mà con này nữa là còn 3 con. Còn 3 con. Đấy, 25.900.000. Bên trong thì có con màu đen cũng 25, với một con là 23. Yeah. Đó, nghĩa là con này 25.900. 25.900. Rồi, mình sẽ ra ngoài mình quay luôn nha các bạn. Rồi, đang mưa chứ mà không sao. Đi qua lướt lướt cho mọi người xem. Mới về thêm CBR, VR 15 V3. V3 2018. Rồi, màu đen nhám lại về, hàng lại về nữa các bạn. Này 2018 nhé, biển Tây Ninh. Con này thì nó chạy hơi nhiều một tí, nhưng mà giá thì nó cũng rất là dễ thương luôn. Cây. Xe còn rất là con này chạy 32.000 cây. Bô SC như này, nếu mà anh em nào không thích thì mình đổi vô zin được hết nhé. Con này là giá nãy anh nói là 53.900. 53.900 à? Wow. Đó, hàng này nói chung là hàng mới về, anh em mà mua thì mình tranh thủ vừa về luôn. Rất đẹp. Được. Còn con này chưa rửa. Rồi, CBR ở đây cũng về chưa rửa. Đây cũng là một trong những con mà anh em hỏi cực kỳ nhiều trong mấy bữa nay nha các bạn. Con này Odo 28.000 cây. 28 à. Xe cuối 2018. Biển số 61 Bình Dương. Số thủ Dầu Một Bình Dương. Đó, chưa rửa chẳng các bạn. Chưa rửa, chưa lột keo nữa. Chưa rửa, chưa lột keo. Con này nãy anh nói đầu nhiêu ta? Cuối 2018. Cuối 2018. Đây ô đồ chuẩn đây. 2018 bạn coi. Xe đó là bao không tua đồng hồ nha các bạn. Bao chuẩn luôn. Bao nếu mà chất xe như này mà mấy cái cửa hàng khác người ta tua về tầm chục ngàn cây anh em không biết đâu. Riêng mình bán là mình bao đúng chuẩn đồng hồ cho anh em mà. Con đấy là đi 28, còn con này nó còn đi 33.000. Con này đi 33.000. Con đấy đi 33. Là giá nãy giá con này là con CBR này giá là 56.900. 56.900 nha các bạn. Con này rửa lên mình nói dám chắc các bạn là nó gọi là cũng siêu đẹp. Giá mềm. Giá mềm.
là nãy đấy, giờ mình giới thiệu con này, này là 56.9, còn con R15 là 53.9. 53.9. Xe mới về thì rửa đang lau chùi sơ qua keo, biết nó dính. Thì cũng chẳng làm gì cả. Tôi biết là của ai đan. Tôi với chị bán rồi. Bán rồi à? Con này chưa về hôm bữa là đã bán cho ông chú bên Tây Ninh rồi. Chưa về là bán luôn hả? Đúng rồi, nay bỏ ra để rửa sơ qua. Dạ. Đấy. Mua xong trả tiền đủ rồi chờ đăng ký ra biển Tây Ninh xong mới lấy xe về này. Đó. Còn nói về tay sẵn tiện mình cập nhật lại cái hai con CB này. CB 150R. Thì hàng này mình đang còn là hai con. Cái con màu đen đây thì chỉ đi có 300 mấy cây thôi. Xe mới hoàn hảo thôi. Biển Đồng Tháp. Đó, 340 mấy coi. 66F173922. Ở đây bán là cứ giá công khai, biển số công khai hết, không phải úp mở ấy. Xe toàn bộ là xe chính chủ sang tên được hết. Xe cứ trên 20 triệu là bao rút hồ sơ. Dưới 20 triệu là rút hồ sơ thêm phí. Giá nó là 85.9 giảm 2.9. Còn 83, con đấy giảm còn 83. Thôi, còn con này thì keo vẫn đang bọc kín mít, đúng không? Keo vẫn đang lục, đang bọc. Này cũng CB 150R. Con này thì chạy 6.000 cây. 6.908 cây. Giá nó là 84. Đi bộ độ. Đó thì mình vừa lướt qua cho mọi người những con xe mới về. Thì mọi người nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ tới là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 4Q8 hoặc 0976741725. Ok, thì mình lướt nhẹ thôi những con mới về cho mọi người. Thì bạn nào mình muốn mua thì mình tranh thủ thời gian á. Đó, hiện tại khách vẫn coi. Ở đây cũng trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe thôi. Mọi người xem nhớ like và chia sẻ mạnh video ủng hộ mình á. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.